Trung xin chào tất cả anh em nhé. Đây, mấy hôm trước có anh em hỏi cái động cơ, anh em đang tìm cái động cơ Isuzu 6WG nhé. Đây, trên Trung lên một cái video nhé. Hôm nay có cái hàng 6WG về này, đang nằm trên xe đầu kéo nhé anh em. Đầu kéo Isuzu Giga đấy. Cabin này đang tháo bình, tháo ắc quy ra hết rồi nên không có bấm cabin lên được nhé. Máy khô ráo sạch sẽ, chưa bung nhé anh em. Đúng 6WG nhé anh em. Chỉ tượng trưng, Trung quay cái video chỉ tượng trưng đến mức độ này thôi, chưa là cabin lên được. Ngày mai xe cột máy rớt xuống khỏi xe rồi, Trung sẽ làm thêm cái video nổ máy các thứ test cho anh em xem. Đây, chỉ nhìn được mấy cái góc đấy thôi. Isuzu XR nhé anh em. Trung có cái đoạn treo lơ ngắn như vậy đấy, anh em xem có đúng nhu cầu sử dụng, đang tìm đúng đời 6WG tấc 47 nhân tấc 52 nhé, thì anh em liên hệ nhé. Món hàng còn trên xe, chắc tầm khoảng ngày mai hoặc ngày mốt gì đấy nó mới xuống cắt xong nhé. Trung kết thúc video nhé anh em. Trung cảm ơn em đã xem video ạ.